cá nhân. Và kính thưa quý vị khách mời cùng toàn thể các anh em thân mến, tưng bừng tiếng pháo nổ của ngày xuân, bên cạnh đó một hình ảnh không thể thiếu nổi vào những ngày đầu xuân, đó là những chú lân và ông Địa cùng với tiếng trống tưng bừng đón xuân. Và giờ đây chúng con xin được giới thiệu màn trình diễn lân đón xuân đến từ nhà Hoàng Diệu và Thiện Linh. Yeah.
mình không phải tặng nè, không phải tặng. Thank you.
yêu trên sông, một chiều nắng thì chờ bao tới thank you.
cảm ơn đến khúc Xuân Tuổi Trẻ đến từ công đoàn Nguyễn Văn Động. Và bây giờ con xin trân trọng kính mời một nhân vật rất quan trọng trong buổi hôm nay, đó là người luôn luôn giúp đỡ và đồng hành với chúng con từ phía sau, giúp cho nhà vệ sinh có thể chạy một cách tốt đẹp và mọi công việc của chúng con được nâng đỡ bởi cha. Con xin trân trọng kính mời cha Quảng, giám đốc văn phòng phát triển tỉnh Dòng Việt Nam. Trước hết xin kính chào quý thân nhân của các em nữ sinh và quý ân nhân của tỉnh Dòng Tên Việt Nam cũng như của nhà nữ sinh. Xin cho quý ân nhân và thân nhân một tràng pháo tay to ạ. Hôm nay trong thanh lễ, trong cái phần chia sẻ đó thì tôi cũng đã có chia sẻ rồi, nhưng mà bây giờ vì dụ văn nghe cho nên là xin để được gửi đến quý ân nhân và thân nhân và tất cả các em ứng sinh hai bài hát. Bài thứ nhất là chúng ta sẽ cùng hát, bài thứ hai là song ca. Bây giờ trước khi hát thì cần phải đợi giấy nữa, cho nên một song ca rất là hay hôm qua đã được Đức Tổng Giám Mục Phó của Phật đọc lên. Vậy cho nên không biết là một chút nữa người ấy có thích một ngày không, nhưng mà về phần tôi thì xin mời thầy Sáu Bùi Quang Minh lên đây ạ. Ban in ấn nói là xin đợi 3 phút để in bài, cho nên là cũng xin để đợi một tí để in bài. Nhưng mà trước khi mà xét hai bài như tôi giới thiệu đó, thì bây giờ cụ Sáu Minh sẽ gửi đến tổng đoàn một bài hát rất là tuyệt vời mà đã hát trong cái ngày tất niên của tất cả các em đồng tên. Xin mời cho thầy Sáu Minh một tràng pháo tay ạ. Cuối văn kính thưa các ân nhân, các anh em và các bạn nữ sinh rất là thân mến, thì con cũng không hiểu sao là mọi người vẫn cứ thích kêu con hát trong khi con đã ấn sáng hôm qua ở nhà thờ Đức Bà rồi. Nhưng mà thôi thì chúng ta là những người có lòng bác ái khi chịu đựng lẫn nhau, cho nên con sẽ hát một bài và đối với con lại rất thích hát bài này trong dịp 400 năm, bởi vì cái bài này nói về tiếng mẹ đẻ của chúng ta, tiếng mà các cha đồng tên đã dày công vun đắp để nó trở nên phong phú, để nó trở nên phúc tập cho tất cả mọi người. Và Phạm Duy đã viết bài hát rất là nổi tiếng này để như là một cái cửa ngõ bày tỏ yêu mến đối với dân tộc của mình. Tùng theo tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi mẹ hiện ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời, tiếng nước tôi 4000 năm dòng giã buồn vui, khóc cười theo mảy nước đổi trôi nước lùi. Tiếng mẹ xinh thề thoa lòng đôi, hoa lan
tôi yêu bác nông phu đầy sương gió bên bờ rừng sâu nhớ năm nào trên trời yên vui.
con xuân này vắng nhà. Nhưng mà có hay không? Hay. Xin cho chàng hôm nay và bài cuối cùng mà tam ca chúng tôi xin gửi đến cùng với sự tham gia của tất cả mọi người đó là Ly Hiểu Mừng. À, xin mời em MC hãy cùng lên trên này. Chúng ta nhớ tới lớp phấn khởi, em cùng xin mời lên trên này. Một trong những tiết mục đặc sắc
coi là nặng giá và đắt giá trong tuổi văn nghệ mừng xuân Giáp Ngọ hôm nay. Ứng sinh chúng con giờ đây xin được gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một tiết mục Đáo Quân qua sự diễn xuất của các đáo đến từ Vườn Đào Ai. Mời quý vị ân nhân cùng toàn thể các anh em ứng sinh thân mến. Như bao người con ở trong gia đình, tôi luôn có những tâm tình tri ân đối với những người đã sinh thành nên mình. Đối với chúng con cũng vậy, ban giám đốc chính là những người nuôi dưỡng cho chúng con, đặc biệt về mặt linh thạng, về mặt ơn gọi, về mặt thiêng liêng của chúng con. Và để bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng con, giờ đây con xin kính mời anh đại diện lên chúc Tết đến ban giám đốc. Và chúng con cũng xin trân trọng kính mời ban giám đốc lên sân khấu cùng với chúng con để chúng con được thể hiện chút tâm tình tri ân. Chúng con xin trân trọng kính mời. Vâng, xin mời anh Chín lên với chúng em ạ. Khi con có lời chúc Tết đến ban giám đốc thì anh xin mời tất cả anh em xin chúng ta cùng cho em xin chúc Tết để tăng thêm lòng tin và tăng thêm sự ủng hộ của con xin phép anh ơi cho em xin vô tí xíu cho con xin đồng ý để chúng con nói lên tâm tình và diễn tả đặc biệt là khi chúng con đối với ban giám đốc. Kính thưa ban giám đốc, năm đã qua và Tết lại đến, chúng con và cùng hiện diện với nhau nơi đây trước là để dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn mà Chúa đã ban cho khách duy và ứng xuống cũng như là mỗi người dân chúng con khách đặc biệt. Còn một cách tiếp tục và cụ thể hơn, cho nên chúng con đặc biệt tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con ban giám đốc. Vì là hiện tại không có đủ thành viên trong ban giám đốc, như chúng con cũng để gắn đến ban giám đốc lời tri ân sâu sắc nhất. Kính thưa ban giám đốc, một năm đã trôi qua với biết bao nhiêu hoạt động và biết bao nhiêu công việc phải làm, thế nhưng bên cạnh chúng con luôn có sự hiện diện và đồng hành của các thành viên trong ban giám đốc, từ chú Sáu, anh Chín, anh Tám cũng như anh Mười. Và ban giám đốc đã luôn tạo điều kiện cho chúng con từ việc học, từ môi trường tập tu đến việc lương hướng và đồng hành hàng tháng. Đó là những hậu ân lớn mà chúng con nhận được trong thời gian đón nhận ứng sinh. Chúng con không biết nói làm sao để diễn tả hết lòng tri ân này. Cho nên lúc này đây con hiện diện đây con xin đại diện cho năm ứng sinh. Xin kính chúc ban giám đốc rất nhiều năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều bình an và nhiều hậu ân của Chúa Xuân. Chúng con biết mặc dù ban giám đốc luôn đồng hành, nhưng mà đôi khi anh em chúng con lại làm thật lòng. Chúng con cũng không sống hết cái giá trị của người một người đang có ước ao tập tu và sống đời sống dân hiến. Thế cho nên rất là nhiều lần chúng con là phiền lòng bán đất và các làm buồn lòng nữa. Nhưng cơ hội này chúng con cũng xin đại diện ngay để xin lỗi bán đất thật lòng từ đáy lòng của chúng con. Chúng con cũng xin Chúa luôn gìn giữ bán đất để các thành viên trong bán đất luôn kiên nhẫn với chúng con, luôn tạo mọi điều kiện để cùng đồng hành với chúng con. Người ta cũng có câu nói là con dạy thì cái mang, mà trong năm vừa qua thì cái mang hơi nhiều, cho nên xin lúc tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, che chở chúng con như những như tình thương của người cha dành cho những người con. Và một lần nữa con xin kính chúc ban giám đốc năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Con xin rất là rồi xin mời các bạn ngồi. Anh mười, anh tám ở đơn vị tiếng tâm cầu nguyện cho chúng ta. Ở nhà chỉ có chú Sáu và anh Chín ở nhà. Và với cái tâm tình, các bạn được chúc ban giám đốc, chú Sáu tạ ơn Chúa và cảm ơn các bạn. Chú Sáu hy vọng là các bạn có những điều mà các bạn nhận ra trong năm vừa qua hay là trong những bài huấn đức của ban giám đốc đến với các bạn
cho số bước nào các bạn thực hiện trong đời sống của mình. Và khi các bạn về nhà ăn Tết với gia đình, ăn Tết với mẹ, các bạn hãy sống rõ nét là một cú sinh dòng phê. Chúa sâu xin hết. Và bây giờ đó thì bởi vì thời giờ đã quá muộn và chúng ta đã thấy cái bữa tiệc đã tàn, và bây giờ đại diện gia đình nhà cú sinh trước hết là xin cảm ơn cha sở giáo sư Thiên Thần và ban hội đồng phục vụ đã quảng đại cho nhà cú sinh chúng con sử dụng cơ sở vật chất ở đây để sinh hoạt trong năm qua và trong tất cả những gì mà gia đình chúng sinh chúng con cần dùng. Và kế đến là cảm ơn các bà mẹ trong giáo sư Thiên Thần đã cùng sát cánh với chúng con trong năm qua, và đặc biệt là hôm nay chúng ta có những bữa tiệc như thế này là nhờ công sức của các bà mẹ giáo sư Thiên Thần đã hy sinh rất nhiều trong những ngày qua đã cho chúng ta có một bữa ăn hôm nay. Nguyện xin Chúa phù trợ và ban ơn xuống trên các bà mẹ, và đặc biệt là gia đình cứu sinh. Cảm ơn quý ân thân nhân đã rộng lòng với chúng con trong năm vừa qua, và hy vọng là chúng con tiếp tục trong năm mới cũng tiếp tục đồng hành với chúng con trong việc ươm mầm ơn gọi. Và kế đến là xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý ông bà cha mẹ của các đứa sinh hiện diện nơi đây hay là không có mặt ở đây. Gia đình quý sinh xin gửi lời cảm ơn và tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa chúc lành đến cho từng thành viên trong gia đình. Và bây giờ con xin mời tất cả quý ân nhân và thân nhân khách mời chúng ta lên nhận cái lộc xuân. Và ở trong lộc xuân đây có bao nhiêu phần quà độc đắc, rồi giải nhất, giải nhì và giải ba, và có lời Chúa trong đó. Xin mời quý ân nhân chúng ta đi lên nhận lộc thánh, lộc xuân, và rồi sau đó thì chúng ta tạ ơn Chúa, và các bạn cũng xin tiếp tục ở lại, chúng ta vẫn còn có cái chương trình phía sau. Và tuy nhiên sau cái phần nhận bốc lộc xuân này thì gia đình cũng xin có một món quà nhỏ gửi đến quý ân thân nhân. Xin mời quý ân thân nhân chúng ta lên nhận lộc xuân. Xin mời quý thầy đọc tên luôn ạ. Quý thầy đọc tên. Em cái gì điện được vậy? Quý thầy đọc tên lên luôn. Xin lên nhận, lên nhận lộc xuân. Ai là cháu của ông Tâm đó, đến gặp cha.
giận và lại sáng xuống. Và chúng tôi quý tâm thân nhân của thay vì là bởi vì cái chương trình quá dài, chúc công sở quý anh thân nhân có thời gian, và nếu quý anh thân nhân cần thời gian để đi về, và bây giờ nếu ai còn có thể sắp xếp được ở lại được cái gia đình y sinh chúng con trong cái thời gian còn lại đây, thì chúng con vẫn sẵn sàng xin mời quý anh nhân trở lại với chúng con, tại vì cái gia đình và cái chương trình của em y sinh nó đặt rồi. Và nếu còn không có thời gian, quý anh thân nhân chúng ta có thể đi ra về ngồi bình an. Mời chú xin chào, 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 xin ch
Và giờ đây không để anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa cho tiết mục trao giải cho ngày hôm nay. Vâng, em xin mời anh Chín lên cùng với chúng em công bố giải thưởng cho ngày hôm nay và trao giải cho các đội giành được giải trong đội Sang Hang Đá và Xuân Chi Tư. Chào cả nhà nữ sinh này, các bạn không nói nhiều nữa là bởi vì giờ đây nhiều bạn đang ngóng về gia đình nhiều hơn là ngóng nhìn anh Chín nên chắc là nói ít thôi. Anh Chín được trao nhiệm vụ trao giải ba bốn giải và đại khái như thế. Giải đầu tiên đó là về hang đá, làm hang đá làm từ khi nào các bạn? Khá là lâu lắm rồi mà hôm nay mới được trao giải. Nếu kêu lại thì thôi là vậy. Thường thì mỗi năm chúng ta có hai giải, một giải của đất Sài Gòn và một giải của đất Thủ Đức. Năm nay cũng vậy, vẫn có hai giải và vẫn như tiêu chí khi xưa, rất đơn giản, đơn sơ nhưng sáng tạo. Với theo cái chuẩn như thế này thì năm nay, nhưng mà chắc là trước khi nói tại sao là chấm điểm đơn sơ là bởi vì thưa những người khách còn lại ở đây rằng chúng con mỗi nhà chỉ được nhận 50.000 để làm một hang đá mà thôi, nên vì thế chúng con chấm giải đơn sơ nhất. Và giải thuộc về của đất Sài Gòn là một ngôi nhà mà người ta mua có 10.000 đồng tiền mút để mà làm mà vẫn còn dư 2/3 tiền mút, nhà Võ Thị Sáu. Với vị trí đơn sơ mà rất sáng tạo, tiền chi rất ít, hình như chưa tới 100.000, hình như tới 45.000 thì phải, còn lại 5.000 nên trả lại cho anh Tám thì phải. Vâng, đấy là vùng của đất Sài Gòn. Vùng đất Thủ Đức thì hình như vùng đất Thủ Đức là nơi chi tiền nhiều nhất, không có hang đá nào nhận từ anh Tám 50.000 mà làm dưới 40.000 cả, nên anh Tám không nhận phải lại tiền. Ngôi nhà được chấm rằng có sức sáng tạo, dễ thương, thuyết minh được. Đó là nhà nhà nào? À, cũng là số 1, nhưng xin chúc mừng nhà Vườn Rau 1. Yeah! Vâng, xin đại diện của nhà Vườn Rau 1 là nhà Võ Thị Sáu mời lên đây để nhận giải. À, xin mời Minh Trân. Nhà Võ Thị Sáu và nhà Vườn Rau 1. Còn ai nhà Vườn Rau 1, khoảng số 2 nhà Vườn Rau 1 cũng được. Nhanh lên, nếu ai không lên, tức là không nhận. Xin công báo, công bố giải thưởng. Trong tay của anh Chính đây là có phần thưởng của hai nhà đó. Nhưng nếu hai bạn muốn bóc lọt thắm đây thay vì giải thưởng cũng được. Thì các bạn chọn là phần thưởng ở đây hay là lọt thắm ở đây?
một phần rất là thú vị và hấp dẫn và chúng ta đang mong chờ nữa, đó là Lộc Xuân 2014. Và bây giờ trước khi chúng ta dọn chén thì xin mời anh em chúng ta cùng lần lượt lên bốc Lộc Xuân xem ai sẽ được giải nhất của chú Sáu ạ. Vâng, và có lẽ xin mời luôn ạ, xin mời ạ, xin mời nhà chúng ta.